điểm đến của những quản lý xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn cầu. Chúng tôi đặt niềm tin vào phát triển lãnh đạo và rằng năng lực lãnh đạo có thể giúp đạt đến bất kỳ điều gì. Manulife luôn tập trung xây dựng và phát triển những lãnh đạo giỏi, bởi người lãnh đạo giỏi sẽ tạo ra nhiều lãnh đạo giỏi. Hội nghị Gamma năm 2018 đã được tổ chức tại Đài Loan, dành riêng cho quản lý MBA của Manulife năm 2018. Trải nghiệm sự khác biệt, danh lam thắng cảnh độc đáo, tận hưởng nền văn hóa đặc sắc. Đặc biệt, quản lý Manulife được giao lưu và học hỏi những điều mới lạ từ các diễn giả danh tiếng trên toàn thế giới. Những kiến thức, kinh nghiệm giúp cho quản lý MBA của Manulife ngày một hoàn thiện trong vai trò lãnh đạo. Hội nghị Gamma Đài Loan, phần thưởng xứng đáng dành cho quản lý MBA 2018. Cùng chào đón sự kiện đặc biệt dành riêng cho quản lý MBA Manulife năm 2019. Cơ hội lớn để đặt chân đến đất nước Hồng Kông, tham dự hội nghị Gamma năm 2019, nơi hội tụ của những quản lý xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn cầu. Hồng Kông là một trong những ngành du lịch phát triển, không những thu hút du khách khu vực châu Á, mà còn cả những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, với những điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là những trung tâm mua sắm sầm uất, văn hóa và ẩm thực cũng rất độc đáo, nên chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những du khách khó tính nhất. Là điểm đến mơ ước, là cái nôi tài chính của châu Á, là thiên đường mua sắm của châu Á, là kinh đô của thời trang. Với cuộc sống về đêm sôi động, dù ngày hay đêm, những tòa nhà chọc trời của Hồng Kông luôn khiến bạn cảm thấy thành phố này không bao giờ già. Đặc biệt, quản lý MBA 2019 sẽ được nâng cao hơn nữa kỹ năng lãnh đạo từ những CEO danh tiếng thế giới, cung cấp kiến thức mới, kỹ năng mới, giúp cho quản lý MBA của Manulife ngày một hoàn thiện hơn nữa trong vai trò lãnh đạo nòng cốt của Manulife. Quản lý MBA, Gamma là của bạn.